Rồi quý vị ơi, bonsai 278, một cây sam hương 270k bao ship toàn quốc nha quý vị. Quen ship kết lại chuyển tiền trước nha, để điều nha. Cây này nó lùng nha quý vị, ngón tay tôi này quý vị thấy không? Nó dạng sumo lùng nha. Đây cây bút lông đây nè. 270 là bao ship luôn nha quý vị. Rồi để quen vòng nha. Này tàn nó bung ra đều như là tàn của cây Malai vậy đó nha mấy quý vị. Malai Indo rồi người ta chơi cái tàn thiên nhiên ha. Cây này nó cũng vậy nha, đế mặt này mặt sau nè. Mặt sau đế cũng khá đế đều luôn quý vị thấy không? Mấy cây này nữa nó ra cái tàn rất là đẹp nha. Có nhiều nhánh kéo hết ra chơi. Chơi cái dạng thiên nhiên vậy nha quý vị. Rồi. Kết thúc luôn ha. 270 nha quý vị. Cây này bán 270 cho quý vị lời được 20.000 nha quý vị. Mua cũng bằng giá với mấy cây to đó, mấy cây to tôi bán 350 400 cũng có nha. Cây này nó nhỏ hơn mà nó nhìn nó lùng nha quý vị. Rồi xuống luôn bây giờ.